Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chương trình Aerobe nhận 100 cái token STR, dự án dựa trên nền tảng của đồng XLM Stellar. Ở đây thì là một cái dự án miễn phí và rất là chất lượng nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được 100 cái token STR. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia này. Đầu tiên thì các bạn ấn vào phần đăng ký này. Các bạn sẽ nhập vào đây, các bạn nhấn sign up này. Đây, các bạn sẽ có nhập email này. Các bạn nhập username và các bạn nhập mật khẩu cho mình nhé. Các bạn nhập captcha vào. Sau đây các bạn tích vào phần sign up cho mình. Ok, nó sẽ gửi rắc xít các bạn tạo thành công tài khoản và email sẽ được gửi đến địa chỉ các bạn đã nhập nhé. Các bạn check cái tài khoản email của bạn này. Ok thì các bạn đây các bạn ở phần nó sẽ gửi mail về phần bên quảng cáo nhé. Các bạn check email bên quảng cáo. Đây các bạn mở ra và các bạn nhấn vào đây. Các bạn sẽ nhấn vào Active, tức là xác minh cái tài khoản của các bạn và các bạn có thể login luôn. Đây, các bạn nhập lại email này. Sau đó các bạn nhập mật khẩu lại. Và các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản. Các bạn nhấn này. Các bạn nhấn login cho mình nhé. Ok, thì các bạn có thể thấy được đây chính là cái giao diện của chúng ta. Và chúng ta sẽ kiểm tra cái token của chúng ta ở đâu nhỉ? Mình sẽ xem nào. Phải upload cái gì không? Các bạn ấn vào phần Penguin này. Penguin thì các bạn có thể thấy là sign up bonus các bạn chỉ nhận được 100 cái token. Ở đây thì chúng ta có thể gửi đi được nhé. Đây, các bạn có thể gửi cái số lượng token này đi. Ví dụ gửi 100 này. Và cái này là username nhận. Tức là chúng ta có thể đăng ký nhiều tài khoản. Sau đấy các bạn sẽ dồn lại một tài khoản. Đấy, ok. Tiếp theo là cái phần profile. Thì các bạn sẽ lấy được cái đường link giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng mới để các bạn có thể nhận được 100 token STR cho mỗi một lượt giới thiệu. Nói chung đây là một dự án mình đánh giá là rất là tốt và rất là tiềm năng. Thế nên các bạn cố gắng để tham gia. Và đặc biệt nó hoàn toàn free nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Hãy nhớ nhá, nhấn đăng ký, like, comment, chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.